Tất cả người chạy xe đều cho ẩn nấp, giữ khoảng cách ít nhất là 50 mét, đứng ở vị trí đã định. Nhớ kỹ, người của hai bên mà chưa tới đủ thì không bắt. Chú Bảy bí ẩn vậy sao? Rốt cuộc là nam hay nữ? 303 đã xác định là nam. Tình báo đáng tin ở Diên An gửi tới. Chú Bảy này thực sự rất gian xảo. Nhân chứng xuyên bách quá hàng ít lúc trước ngài kêu tôi theo dõi, không lẽ là chú Bảy? Rốt cuộc là ai sẽ biết ngay thôi. Tình báo về 303 có chính xác không? Tình báo là người của đảng quốc nằm vùng ở Diên An liều chết gửi về, nên lần này bằng mọi giá phải bắt được hắn. Nào tới xem đi, xem đi, xem đi. Không cho anh ngồi đó. Làm gì vậy? Chuyện gì vậy? Đối phương quá cảnh giác, có thể sẽ đổi thời gian gặp mặt. Không chờ được nữa, thu lưới. Cậu bắt cái tên mặc áo gián dài. Dừng. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra nhanh lên. Bắt hắn. Bắt hắn mau. Chạy đi, chạy đi. Đứng lại đó. Bắt hắn. Đứng lại đó. Tránh ra. Bắt sống. Im. Chị Ngô, ai giống đảng Cộng sản hơn? Không có. Họ đều là quốc dân đảng mà. Đội trưởng Tàu, chị là chú Bảy. Trước khi chính thức xác định thân phận, không được lộ tin ra ngoài. Đưa đi. Đặc phái viên, anh yên tâm đi. Thực ra thân phận cô ta bên Nam Kinh đã tra rõ rồi. Người của tôi chắc cũng ra sân bay đón được chuyên viên hộ tống tài liệu.
Mình chờ thêm đi. Cao tư lệnh, thứ cho tôi không đón từ xa, mời ngồi. Đặc phái viên Trình, cứ bắt giữ người của nhà họ Cao tư lệnh chúng tôi, vậy thì không hay đâu. Nay tôi tìm anh là để đòi người. Lần trước các người bắt quản gia Đổng của chúng tôi, sống không thấy người, chết thì không thấy xác. Ngày hôm trước lại bắt chị Ngô trong phủ của tôi. Giải thích đi chứ. Cao tư lệnh, tôi là Tào Thuận, đội trưởng đội hành động. Trùng hợp vụ án này tôi cũng có biết. Đội hành động chúng tôi không bắt người vô cớ. Chuyện Đổng quản gia là ngoài ý muốn. Anh ấy là đặc công thiếu tướng cục bảo mật, nhiệm vụ âm thầm bảo vệ an toàn cho ông. Nhưng mà anh ấy đã tra rõ, bên cạnh ông quả thực là có phần tử cộng sản, chỉ là không có chứng cứ. Còn chị Ngô, tôi xin đảm bảo chúng tôi không hề động vào chị ấy. Chúng tôi mời chị Ngô tới để điều tra vài chuyện. Nếu tra rõ chị ấy vô tội thật, tôi nhất định cung kính đưa chị ấy về cho ông. Đứng lại đó. Hôm nay không lấy được người tôi cần thì không ai được ra khỏi cánh cửa này. Cao tư lệnh muốn lấy kiếm quỹ viên trưởng tặng để phản đối quỹ viên trưởng hay sao? Không nghe thấy lời của tư lệnh sao? Không ai được ra khỏi đây. Đứng lại đó. Dương Phi, đừng có kích động. Chuyện chị Ngô chắc như đinh đóng cột rồi. Anh biết, nhưng chị Ngô tới nhà họ Cao 3 năm, dốc lòng chăm sóc lão phu nhân như vậy, lại yêu thương anh. Cho dù chị ấy có thân phận gì thì anh cũng không bỏ chị ấy. Chú Cao cũng sẽ không. Quay về. Đặc phái viên Trình, tài liệu cục trưởng Trịnh sai tôi đem tới. Chị Ngô, tên thật là Trịnh Quần, được đảng ngầm Viên An cắt cử tới nằm dùng ở phủ Cao Đại Phúc, có biệt hiệu là chú Bảy. Cô ta không mù chữ, là du học sinh Pháp. Cô ta không những thông thạo tiếng Trung mà còn rành cả tiếng Pháp. Trịnh Quần xuất thân là con nhà võ, cha cô ta là chiến tướng dưới trướng Bạch Sùng Hy, Trịnh Vạn An. Mà cô ta là con gái Trịnh Vạn An, Trịnh đại tiểu thư. Năm Trịnh Quần 17 tuổi đã theo anh trai Trịnh Bân đi du học Pháp. Giờ Trịnh Bân là tham mưu cấp cao Sở Tham mưu Chính phủ Quốc dân, được quỹ viên trưởng cực kỳ tán thưởng. Thân phận của Trịnh Quần được xác minh nhanh như vậy là do phía Nam Kinh khi nhận ảnh nghi phạm, vừa hay trong cục có bạn học của cô ta ở Pháp, cho nên mới nhận diện được. Cục phó Mao chỉ thị, tối qua quỹ viên trưởng nghe cục trưởng Trịnh báo lại, vô cùng xem trọng vụ án này, lệnh cho ngài phải tra xét tới cùng. Báo cáo xong. Mời Cao tư lệnh xem qua. Đưa người đi. Chắc là phải để quỹ viên trưởng đích thân hạ lệnh. Không phiền thì Cao tư lệnh đem theo kiếm tự tới Nam Kinh một chuyến đi. Trịnh tướng quân vốn là cấp trên của Cao tư lệnh, còn cứu anh một mạng. Hai người đã kết bái huynh đệ, có chuyện này không? Xem cho kỹ, từ nhỏ tới lớn có gì sai sót không? Tư lệnh, mau gọi người đưa tư lệnh đi viện. Nhanh lên. Đứng lại đó. Đi. Nội tâm Trần Kim lo lắng bất an. Trịnh Quần là người liên lạc duy nhất của anh. Đồng chí Trịnh Quần bị bắt khiến anh mất liên lạc với tổ chức đảng. Chào Trịnh tiểu thư. Sao đây? Sống ở đây có quen không? Ông đừng tốn công, đưa tôi tới nhà lao thì hơn đó.
Coi Trịnh Tiểu Thư nói kìa, cô là một nhân tài hiếm có. Thực ra đảng quốc rất cần cô. Quý viên trưởng đã đặc biệt căn dặn phải chăm lo chu đáo sinh hoạt của cô tử tế. Sao quý viên trưởng tưởng lại xem trọng người bên đảng Cộng sản như vậy chứ? Quý viên trưởng luôn giữ thái độ tích cực, đoàn kết kết hợp với đảng Cộng sản. Lĩnh giáo rồi. Cô Trịnh Quần đây là con của tướng lĩnh quân quốc dân, vậy thì càng nên được ưu đãi và coi trọng. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Nghĩ lại coi, nếu cô chịu hợp tác với cục bảo mật thì sẽ được nhận chức cao. Tôi nghĩ ông đừng nên phí lời với tôi. Tôi sẽ không hợp tác đâu. Thời gian thì rất quý báu, trân trọng là nên rồi. Đời người thì ngắn ngủi. Đội trưởng Tàu, vậy mình để thời gian lại cho Trịnh Tiểu Thư đi. Em không vào đâu. Hai người ôn chuyện cũ đi, đừng kích động quá. Trưởng quan, xin anh phối hợp chúng tôi kiểm tra. Anh vào được rồi. Chị Tiểu Quân, chị thấy em lớn, ra dáng nhân tài lắm đó. Nhưng sao vẫn mít ướt như hồi nhỏ vậy chứ? Em không có khóc, cả vẻ mặt phủ nhận cũng y như hồi nhỏ, không khác một chút gì hết. Nếu như em sớm nhận ra chị thì tốt rồi. Sớm hôm ở bên nhà chú Cao lâu như vậy rồi mà mọi người đều không nhận ra chị. Không trách mọi người. Bao nhiêu năm qua, chị trong trí nhớ của mọi người chắc chắn khác hẳn chị của bây giờ. Chị vẫn là chị thôi. Là chị Trịnh Quần, một người có thể kể em nghe về Qua Mộc Lan và Lương Hồng Ngọc. Một người dám xài tiếng Anh chửi tùng bổ nước ngoài, ức hiếp người Trung Quốc ở tù giới. Một người biết chuyện con trai làm được thì con gái cũng làm được. Dù tới bây giờ thì chị vẫn giữ được trái tim cao ngạo đó, với sự can đảm biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Cho nên những lời mấy người kêu em chuyển tới, em đừng nói nữa. Chị biết em không muốn dùng những lời này vớ bẩn tình cảm chị em của chúng ta và tín ngưỡng của chị. Nói em biết đi, em có thể làm gì cho chị? Chị có biết căn nhà này vốn dĩ là của ai không? Tiêu Kỳ và Trân Trân là đồng chí giỏi giang của chị. Phải cảm ơn em đã để cho họ được yên giấc cùng nhau. Nên em không muốn dương mắt nhìn người thân thiết của mình phải làm thiêu thân lao vào lửa. Cảm giác đó bất lực vô cùng. Thiêu thân lao vào lửa là vì có ánh sáng. Nhưng mà
Bọn chị không phải là thiêu thân. Bọn chị có gốc rễ. Gốc rễ của bọn chị chính là tổ quốc, là nhân dân. Tất cả thực vật đều sinh trưởng hướng về phía mặt trời. Khi thực vật ngã xuống, nó sẽ nằm xuống đất và sẽ để lại tinh thần ở bên trong hạt giống. Phải rồi, em có đem theo máy ảnh không? Dạ có. Chị muốn nhờ em chụp cho chị tấm hình để lại cho cha mẹ chị và người thân. Được rồi, đứng sau đây. Lời của Trịnh Quân không hề giống già khùng hồn, nhưng từng chữ đều đã động tới nội tâm của Triệu Dân Phi. Anh biết người chị này giống với những người đảng Cộng sản anh từng gặp, vì tín ngưỡng mà gạt bỏ sự sống chết qua một bên. Hạt giống trong lòng anh đang mau chóng nảy mầm lớn lên. Anh thấy được cây đại thụ. Anh khát khao nhìn thấy khu rừng kia. Trong lúc chờ ảnh dần hiện lên, trong đôi mắt ngấn lệ của Triệu Dân Phi hiển hiện gương mặt của Thẩm Khiết Linda, Tiêu Kỳ Trân Trân. Trong mắt tất cả mọi người có cùng một kiểu ánh sáng. Mọi luồng sáng đó sau cùng chỉ mơ hồ mà trở nên rõ rệt. Lúc này tụ lại hết trong đôi mắt của Trịnh Quân. Xảy ra chuyện gì rồi? Chú Bảy đã bị bắt. Phải triển khai giải cứu quy mô lớn. Tôi sẽ xuất phát ngay. Cha Trịnh Quân chắc là quan to phải không? Danh tướng quân quốc dân Trịnh Vạn An. Vậy thì ông ta có thể trơ mắt nhìn con gái chịu chết hay sao? Ý của cậu đang nói chơi bại tình thân. Mình cho Trịnh tướng quân một cơ hội cứu con gái, không xem là thất đức. Chuẩn bị xe, mai giải Trịnh Quân đi gặp cha mẹ của mình. Tôi đi ngay. Khoan đã, đây là bí mật. Chỉ có cậu và tôi, hai người chúng ta biết thôi. Hiểu rồi. Chào buổi sáng Trịnh tiểu thư. Chào buổi sáng. Sao rồi, bữa ăn sáng vừa ý không? Tuy cảm giác không bằng lúc cô ở Pháp, nhưng đã là chỗ ngon nhất ở Trùng Khánh rồi đó. Bữa sáng ngon thiệt. Nhưng mà không phải người Trung Quốc nào cũng được tận hưởng. Xem các người cai quản ra sao. Bao nhiêu người không có nhà để về, áo không đủ che thân, bán con bán cái, xin ăn gian đường. Tình trạng dân chúng lầm than như vậy, không lẽ các người có thể ngồi yên đó mà không tự vấn hay sao? Hôm nay chúng ta khoan thảo luận về dân sinh. Tôi tới đây là để cho cô biết một tin vui. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa cô trở về Quý Châu, đi thăm cha mẹ của cô. Cảm ơn. Ông chu đáo thiệt đó. Tôi đã gọi điện cho cha của cô Trịnh Tướng Quân. Ông ấy vô cùng kích động. Kể từ hồi mười mấy tuổi, cô và anh trai đã đi du học. Tới giờ đã gần 10 năm không liên lạc với người nhà rồi phải không? Cha mẹ của tôi, họ khỏe chứ? Nói thật, cha mẹ của cô nhớ cô phát điên luôn đó. Nhất là mẹ của cô luôn đau ốm liên miên, ngày nào cũng mong chờ tin của cô. Với lại anh trai của cô là Trịnh Bân, cũng tới Pháp du học chung với cô từ hồi mười mấy tuổi. Vì không tìm thấy cô mà thấy mình không còn mặt mũi để trở về nhà. Lựa chọn của riêng tôi không liên quan gì tới anh của tôi. Đúng. Từ khi còn nhỏ, hai anh em đã cùng đi du học ở Pháp. Sau khi về lại đi vào hai con đường hoàn toàn khác nhau. Bây giờ anh của cô
đang nắm giữ chức vụ quan trọng, tham mưu cấp cao chính phủ quốc dân. Quý viên trưởng cực kỳ tán thưởng. Lần này nghe nói cô sắp về Quý Châu, cậu ấy cũng đặc biệt từ Nam Kinh về gặp cô. Vậy khi nào chúng ta đi? Ngay bây giờ. Xe ở dưới tầng rồi. Về nhà thôi. Về nhà ôn chuyện cũ với người nhà đi. 12 năm rồi không về nhà, cũng nên về thăm thôi. Chúng ta đi. Tôi tin lúc từ Quý Châu về lại đây, cô sẽ có quyết định đúng đắn. Mấy con đường phía trước luôn kẹt xe vậy sao? Vào tầm giờ này, người hợp chợ vẫn chưa về, cho nên cứ kẹt xe ở con đường này. Vậy có con đường nào rời khỏi thành yên tĩnh chút không? Vậy chỉ đành đi qua đường vòng thành Bắc, con đường gần nhà của Cao Đại Phúc. Vậy thì cứ vòng qua đó. Phía trước là đi ngang nhà của Cao Đại Phúc. Cô đã ở đó 3 năm, không muốn chào tạm biệt sao? Ở nhà họ Cao, tôi chỉ là người làm. Họ cũng không biết thân phận thật của tôi. Mong là đừng gây rắc rối cho họ. Mà thôi, không đi đâu. Dừng ở tiệm bách hóa trước mặt đi. Lúc trước tôi mua đồ của ông chủ Dương suốt, không khỏi sẽ bị nợ tiền. Không thể nợ mãi như vậy không trả, phải không? Với lại, bao nhiêu năm rồi không về nhà, đâu thể đi tay không. Cũng đúng. Ông coi đồ của tôi bị đội hành động tịch thu hết rồi, lương cũng nằm trong túi áo khoác. Tôi trả cho. Tôi đi cùng với cô. Cô là người có uy tín và còn là đứa con gái có hiếu. Dừng xe phía trước đi. Bánh mì dài Pháp. Bánh mì dài Pháp. Ông chú Dương, tôi tới trả tiền cho anh. Chị Ngô, chị suýt chút nữa nhận không ra. Có chút tiền chị cũng nhớ sao? Đâu có được, thiếu nợ thì phải trả. Chị khách sáo quá rồi. Anh coi nhiêu đầy đủ không? Nhiều quá rồi. Không nhiều như vậy đâu. Nhận đi. Tôi hiểu rồi. Chị Ngô, chắc chắn chị đã tìm được tấm chồng tốt. Nhìn anh đây là biết ông chủ lớn rồi. Này Tiểu Quận, không phải muốn mua đồ sao? Nhanh đi, chúng ta còn lên đường. Chị muốn mua gì? Tôi mua 3 cây lạc đà, 3 cân rượu trắng, 3 cân đường đỏ. Được, chị chờ chút nha, tôi đi tính tiền. Trụ tử, soạn hàng, được. Tiểu Lan, coi con bé đi, xem nó dậy chưa. 3 cây lạc đà. Tôi còn tính gì nữa chứ? Tôi đưa chị dư quá rồi, tôi còn phải thối lại nữa chứ. Không cần thối đâu, dư thì xem như bo đi. Vậy thì cảm ơn anh nha. Ông chủ, đây là thuốc lá và rượu của anh, đường đỏ của chị, cầm lấy đi. Ông chủ Dương, chúng ta tạm biệt nha. Anh là người tốt, tôi sẽ thắp hương cầu nguyện cho mọi người, cầu cho anh làm ăn ngày càng phát đạt hơn. Được, cảm ơn chị. Tôi đi đây. Được, đi thông thả. Chào. Đi thông thả nha. Chị Ngô. Chị Ngô. Ông chủ Dương nói, những năm qua chị luôn ủng hộ việc làm ăn của nhà tôi. Chị tìm được chồng tốt. Ông chủ nói tặng chị một cặp giỏ gối Thượng Hải để làm kỷ niệm. Cảm ơn ông chủ Dương giúp tôi.
E là lần này chị Ngô lạnh ít dữ nhiều rồi. Anh nói coi, có khi nào bị kẻ phản bội bắn đứng không? Nếu không sao lại bại lộ? Vậy sau này mình có gặp được chị ấy nữa không? Giờ chúng ta phải làm là mau chóng gửi điện báo cho cấp trên, báo lại tình hình ở đây. Chị Ngô nói thắp hương bái Phật là kêu mình chờ chỉ thị cấp trên. 3 cây thuốc lá, 3 cân rượu, 3 cân đường, ý là quan hệ của cô ấy trong đường dây này địch vẫn chưa nắm, có thể sử dụng tiếp. Điện đài mấy bữa nay im bặt, xe trinh sát của địch đã tìm kiếm ở rìa thành phố, có thể gửi rồi. Đi đi. Hiểu rồi. Trịnh tiểu thư, sắp về tới nhà rồi, tâm trạng tốt chứ? Hành trình của mình lần này có ai biết không? Yên tâm đi, không ai biết. Tối nay tìm nơi ở lại, không đi đường đêm. Hiểu rồi. Trưởng ban, lại xuất hiện tín hiệu của cộng sản. Chúng tôi tìm kiếm suốt quanh khu dân cư nhưng mãi không thấy tín hiệu. Trịnh quân vừa bị giải đi thì điện đài của chúng lại bắt đầu hoạt động. Vậy thì xe của Trịnh quân đi qua những đâu? Sao rồi? Em xác nhận rồi, tên họ Trịnh và Tào Thuận giải chị Ngô đi rồi. Giải đi đâu? Chuyện này thì chịu, nhưng trước khi ra khỏi thành đã đi ngang qua nhà họ Cao và Bách Quá Hằng Ích. Chị Ngô còn nán lại Bách Quá Hằng Ích một chút. Bách Quá Hằng Ích sao? Là người của Trang Mi Kiều. Bỏ đi, mình khoan vào đó gây rắc rối cho ông chủ Dương. Chờ bọn lính canh đi hết, chúng ta hẳn đi hỏi. Bây giờ mình đi vào, chắc chắn Trang Mi Kiều sẽ đi mách lẻo. Nhưng mà bây giờ em chả quan tâm. Đừng nói anh không muốn làm, ngay cả em cũng không muốn ra sức cho họ. Phải rồi, dạo này để em tất bật hỏi thăm chuyện của chị Trịnh Quần cho anh. Chuyện cha của em điều tra tới đâu? Bây giờ cuộc bảo mật không dò ra tin gì hết. Mao Nhân Phượng giỏi nhất là làm chân tướng biến mất. Chờ khi qua đợt này chúng ta cùng đi. Đâu có dễ như vậy. Bây giờ cuộc bảo mật chỉ được vào không được ra, sẽ không để chúng ta đi dễ dàng đâu. Đặc phái Diên Trình, cảm ơn đã đưa em gái tôi về nhà. Đi đường vất vả rồi, mời ngài vào trong nghỉ ngơi. Cha tôi đang chờ ngài. Đã tới đây rồi thì sẽ không sai sót gì đâu. Có cậu đảm bảo tôi rất yên tâm. Hồi nhỏ ở nhà, chuyện gì cũng không cần con làm, toàn là má Hồ và Bình Nhi hầu hạ con. Nhưng mà bây giờ con ở nhà của Cao Đại Phúc, làm người làm hầu hạ người ta, đi chợ nấu cơm, lau nhà, lau bàn, lau ghế,
Con là tự chịu khổ đó, con không biết hay sao? Mẹ, nhân dân lao động đều nhờ vào đôi tay nuôi sống mình. Bây giờ con là một người lao động tự lực cánh sinh. Hồi con còn nhỏ là dựa vào gia đình không chịu làm gì. Mẹ còn mắng chốn con đó. Để coi sau này lớn lên còn ai dám cưới con, còn ai dám nuôi con. Con nói mẹ nghe, kể từ khi đi học là chuyện gì con cũng có thể tự mình làm hết. Bây giờ con coi đi, tay của con đó thô ráp giống như là người ở vậy. Con làm mẹ xót xa lắm, con có biết không? Mẹ, hơn 10 năm rồi con không về nhà. Giờ con đã về rồi. Mẹ, mình nên vui có đúng không? Mẹ vui nổi hay sao? Bao nhiêu năm qua con đã đi theo ai? Con đã làm chuyện gì? Mẹ, chuyện ở bên ngoài con nói thì mẹ cũng sẽ không hiểu. Tóm lại mẹ chỉ cần nhớ, con làm việc cho đại đa số người dân nghèo khổ. Người dân nghèo khổ thì con lo cái gì chứ? Không phải là chính phủ quốc dân đã lo rồi sao? Chính phủ quốc dân chính là lý do làm cho người dân nghèo khổ. Mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi đi. Cha đang chờ Tiểu Quần ở trong thư phòng đó. Đi đi, đi vào đó mà nghe cha con nói với con ra sao. Mẹ yên tâm đi, con sẽ nghe lời của cha. Mẹ, mẹ chịu khó nghỉ ngơi đi. Mẹ yên tâm mà nghỉ ngơi hay sao chứ? Con qua chỗ cha đi. Anh, hiện giờ kẻ địch chưa nghi ngờ anh chứ? Giờ anh vẫn an toàn. Chỉ là anh đã nhận được chỉ thị của cấp trên, phải chuẩn bị rút về khu giải phóng mọi lúc. Bây giờ thời gian gấp quá. Lần này em về nhà, cùng lắm họ chỉ cho em được tối nay. Em phải mau chóng viết lại số tình báo này. Khi đó anh nghĩ cách tới Trùng Khánh, giao nó cho Chấn Xuyên. Anh ấy sẽ hoàn thành sứ mạng thay em. Dương Chấn Xuyên chưa bị lộ sao? Hiện anh ấy vẫn chưa lộ. Nhưng mà đồng chí 303 từ Diên An tới đã hy sinh rồi. Lần này em chắc chắn không thể thoát hiểm. Em chết không đáng tiếc, nhưng mà sự nghiệp cách mạng không thể bị tổn thất. Được, anh chắc chắn sẽ làm tốt chuyện này cho em. Tôi cực kỳ kính ngưỡng ông, nhưng tôi chỉ có thể cho ông 24 giờ. Có thể cứu mạng Trình Tiểu Thư hay không thì phải xem vào ông thôi. Có nghiêm trọng vậy không? Thôi được rồi, tôi viết thư cho quỹ dân tưởng tượng. Con cái Út Ấu Trĩ tham gia chính trị, mong cho nó cơ hội sửa sai. E rằng không đơn giản là Ấu Trĩ đâu. Con gái của ông là người phụ trách quan trọng của tổ chức đảng ngầm ở Trùng Khánh, là tội phạm quan trọng. Nếu như không bỏ tối theo sáng thì không tránh khỏi tử hình đâu đó. Họ sẽ nhanh chóng tử hình em. Em lo nhất là cha mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này. Cho nên chuyện ở nhà trông cậy vào anh hết. Anh nhất định phải thay em mà báo hiếu cho cha mẹ. Hãy chăm sóc cha mẹ cho thật tốt. Có lẽ là còn xoay chuyển được. Đội du kích đang bí mật nghĩ cách cứu em. Không được đâu, anh phải nói với các đồng chí hộ em, không thể hy sinh vô nghĩa. Địch hành hình, toàn cho lính tập trung canh giữ, phòng thủ nghiêm ngặt. Trước đây mình giải cứu đồng chí đều hoàn toàn thất bại. Giả lại còn hy sinh thêm nhiều đồng chí khác, anh có biết không? Em biết anh đang nghĩ cái gì. Anh tuyệt đối không được tổ chức và tham gia giải cứu. Anh phải phát biểu đính chính ở nơi công khai, vạch rõ ranh giới với em. Hy sinh một mình em
sẽ không có tổn thất gì. Nhưng anh rất quan trọng, anh phải giữ được chỗ ở sở tham mưu. Nếu như anh bại lộ thì sẽ khiến sự nghiệp tình báo của mình chịu tổn thất nặng nề hơn. Em vẫn là câu nói đó, đừng để hy sinh vô nghĩa. Cha, Tiểu Quân về rồi. Cha, Tiểu Quân. Cha, 12 năm rồi con không về nhà. Cha và mẹ nhớ con bạc cả đầu luôn rồi. Khó khăn lắm con mới về được. Lẽ nào con muốn cha và mẹ của con, người đầu bạc, phải tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Cha, con xin lỗi, hãy tha thứ cho con. Mình còn sửa kịp, chỉ cần con tuyên bố thoát ly khỏi đảng Cộng sản, nói cho họ những chuyện mà con đã biết, vậy thì không có việc gì nữa. Gia tin chắc chắn đảng quốc sẽ xá miễn cho con tội này thôi. Cha, con sẽ không phản bội đảng Cộng sản mà con tín ngưỡng. Con càng không phản bội và bán đứng đồng chí của mình. Trước đây cha đã nói với con, xưa nay hai nước, hai quân giao chiến, hận nhất là kẻ phản bội. Con gái cha tuyệt đối, nhưng con gái của cha sẽ không muốn gánh tội danh phản bội. Đạo lý này cha hiểu rõ hơn con. Nhưng mà con không gánh tội danh phản bội thì không giữ được cái mạng đâu. Cha là quân nhân ở trên sa trường, có thể hiến dâng sinh mạng mọi lúc. Da ngựa bọc thay, sống chết là lẽ thường tình. Kể từ khi làm lính đánh trận thì cha đã gạt sống chết đi qua một bên. Nhưng mà con là con gái duy nhất của cha. Con còn trẻ như vậy, sao cha dương mắt nhìn con đi nộp mạng như vậy được chứ? Kể từ giây phút con tham gia đảng Cộng sản thì đã có sứ mệnh của mình. Con sẽ gạt mọi sống chết của mình đi qua một bên. Cha đánh trận với người Nhật là chiến đấu vì một quốc gia, nhưng mà kẻ địch của con thì ở đâu chứ? Cha là một anh hùng, cha chiến đấu vì quốc gia và dân tộc. Con cũng giống như cha, con cũng chiến đấu vì quốc gia dân tộc. Sau kháng chiến thắng lợi để thanh trừng đảng Cộng sản mà Tưởng Giới Thạch bất chấp phát động nội chiến, điều này đem tới bao nhiêu tai họa cho quốc gia và nhân dân. Tuy con và cha không cùng một chiến tuyến, nhưng mà ở trên chiến tuyến bí mật của con cũng đang đấu tranh với thứ hủ bại. Đảng Cộng sản đã làm con mê muội như vậy hay sao? Không sợ chết hay sao chứ? Đảng Cộng sản khiến con có thể xem cái chết nhẹ tựa lông hồng là vì người của Đảng Cộng sản bọn con có niềm tin kiên định không đổi dời, là vì quyết tâm kiên trì phấn đấu của bọn con là để xây dựng một Trung Quốc mới. Tín ngưỡng này thu hút con như vậy sao? Sứ mạng của con quan trọng hơn tính mạng sao? Đảng Cộng sản chắc chắn sẽ thắng Đảng Quốc dân sao? Tín ngưỡng của Đảng Cộng sản không chỉ là thu hút con, mà còn thu hút hàng triệu người có chí. Sức mạnh của Đảng Cộng sản cao hơn hết thảy. Dạ, cuộc cách mạng toàn quốc sắp sửa giến màn. Đảng Cộng sản chắc chắn sẽ thắng Đảng Quốc dân, lật đổ vương triều nhà họ Tưởng, giành lấy thắng lợi sau cùng giải phóng toàn Trung Quốc. Nội chiến cha luôn có ý kiến phản đối. Cha chưa từng đánh Đảng Cộng sản, sau này cha cũng quyết không đánh Đảng Cộng sản. Khó lắm chúng ta mới đuổi kẻ xâm lược đi được. Người Trung Quốc sao có thể trở giáo đánh người Trung Quốc? Như vậy còn thể thống gì? Cha đã lớn tuổi rồi, đã tới lúc cáo lão hồi hương, sống cuộc sống yên bình. Cha phải luôn giữ hồi ức lúc kháng Nhật rạng rỡ và những chiến công lừng lẫy. Tuyệt đối, tuyệt đối đừng để cho Tưởng Giới Thạch kéo đi, làm con tốt thí cho nội chiến. Con gái không thể ở bên mà chăm sóc cho cha và mẹ. Nhưng mà chờ ngày Trung Quốc toàn thắng, chắc chắn cha sẽ thấy tự hào vì con thôi.
Lúc sắp xuất phát, thủ trưởng Lý Khắc Nông muốn gặp cô. Thủ trưởng, bây giờ Tưởng Giới Thạch muốn tranh đoạt thành quả kháng chiến thắng lợi, hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng nhân dân, từ đó khiến cho Trung Quốc về lại trật tự cũ trước kháng chiến. Nhưng mà nội chiến quy mô lớn hắn sắp phát động, phải đối mặt với vô vàn khó khăn, chuẩn bị về mặt chính trị và quân sự. Trung ương có chỉ thị là phải lấy việc thu thập âm mưu hoạt động phát động nội chiến của tập đoàn Tưởng Giới Thạch làm nhiệm vụ chính. Phải chú ý điều đó. Cô mới từ Trùng Khánh về, hiểu khá rõ về tình hình bên đó. Tổ chức quyết định sẽ cử cô trở về Trùng Khánh. Nó sẽ không thỏa hiệp. Đúng là cha từng gặp không ít người bên đảng Cộng sản, rất hiếm người trong số họ tham sống sợ chết. Chẳng lẽ con gái của cha cũng sẽ đi vào con đường cùng này sao? Tiểu Quần không phải kiểu con gái bình thường. Nó có hoài bão chính trị của mình, nó có tín ngưỡng và lý tưởng. Chúng ta không thể khuyên ngăn nó đâu. Tưởng Giới Thạch giết chóc người bên đảng Cộng sản, tạo ra khủng bố trắng, này là lấy độc giải khát. Nó chỉ gây ra sự phản kháng hăng say và sự bất mãn sục sôi của người bên đảng Cộng sản, sau cùng chính quyền nhà họ Tưởng. Có giữ được hay không thì cũng khó nói. Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến, muốn mượn ưu thế binh lực quân quốc dân tiêu diệt đảng Cộng sản trong một lần. Nhưng ông ta không thấy biết bao dân chúng đều đứng về phía Cộng sản. Sao con nói chuyện như là đảng Cộng sản như vậy? Con đừng có bắt chước em của con. Cha và mẹ ở cái tuổi ngọn đèn trước gió phải nhờ vào con hết đó. Cha, phụng dưỡng cha và mẹ vốn là trách nhiệm của đứa con trai này. Nhưng sau chuyện của Tiểu Quần thì cha sẽ không được trọng dụng nữa đâu. Cho nên vẫn mau cởi giáp về giường, an hưởng tuổi già đi. Dù không có chuyện Tiểu Quần thì cha cũng không muốn làm nữa đâu. Chiến sự nổ ra thì vẫn là người dân gặp tai vạ. Bây giờ Tiểu Quần như vậy, cha chỉ có thể viết thư cho lão Tưởng, xin ông ta tha cho Tiểu Quần một mạng. Nhưng mà tới lúc đó, tấm thân già này đây sẽ bị nắm trong tay của lão Tưởng. Tưởng Giới Thạch quyết tâm nội chiến rồi, cha đừng ảo tưởng gì về ông ta nữa. Cha nên ở nhà dưỡng lão đi cha. Ngày mai họ sẽ đưa Tiểu Quần đi. Thời gian cho cả nhà ta không còn nhiều nữa. Tiểu Quần, cha muốn nói chuyện với em. Anh, mình đi. Đi. Có nói nhiều ra sao vẫn là chưa ít. Xem ra Tiểu Quần hạ quyết tâm tới chỗ chết rồi. Cha, Tưởng Giới Thạch sẽ không tha cho người Cộng sản đảng như con. Nhưng mà cha chỉ có mỗi đứa con gái là con. Cha không thể dương mắt nhìn con đi nộp mạng như vậy được. Cha sẽ lập tức gọi điện kêu đội quân chủ chốt của cha tới đây. Mấy tay súng cục bảo mật dễ giải quyết vô cùng. Cha, không được đâu. Con không thể liên lụy cha. Cha sợ liên lụy sao? Cùng lắm cả nhà chúng ta chết chung, có sao đâu. Cha, cha phải bình tĩnh. Cha nghĩ đi. Mẹ và anh của con, mẹ của con sức khỏe kém, chắc chắn không chịu nổi cú sốc này. Anh con vẫn còn tương lai rộng mở, còn cha chinh chiến cả đời. Bây giờ cởi giáp về giường thì họ sẽ tha cho cha. Cha để con đi một mình đi. Cha, cha tưởng giờ mình còn điều động được lính sao? Họ đã dám tới nhà thì đã phòng bị đủ hết rồi. Chiếc điện thoại này đã bị nghe lén.
cha hãy tự mình bảo trọng. Này con gái, con đã quyết chí muốn đi thì cha không kéo con lại được. Con yên tâm mà đi đi. Anh, mọi việc ở trong nhà nhờ hết vào anh. Yên tâm đi đi, anh sẽ hoàn thành mọi tâm nguyện của em. Được rồi, lên xe thôi, còn phải đi xa lắm đó. Tiểu Quân, Tiểu Quân, Tiểu Quân, Tiểu Quân, con của tôi, Tiểu Quân. Con về đi, mẹ không nỡ xa con đâu. Đừng đi mà, Tiểu Quân. Chị Ngô, tôi nên gọi là Trịnh Quận có đúng hay không? Nói ra đồng chí của chị đi, vậy thì tôi sẽ cho chị bớt nỗi đau thể xác. Chị xem, mình là người quen cả rồi, nếu tôi không dụng hình thì cũng không thể ăn nói với cấp trên. Tùy cậu. Như vậy đi, tôi dùng một loại hình phạt thôi. Chị chịu được thì chịu, không chịu nổi thì nói tôi. Tôi ở bên ngoài thôi, có được không? Tôi cảnh cáo anh đó, không được làm mất mạng. Đã nghe rõ chưa? Hiểu rồi. Được rồi, kết thúc tại đây. Trịnh tiểu thư, thực sự xin lỗi, sắp xếp của cấp trên tôi cũng đành chịu thôi. Hai người đưa Trịnh tiểu thư về đi, tìm y tá xử lý vết thương cho cô ấy. Có chuyện gì? Chuyện của Trịnh Quân, cho dù có dùng thủ đoạn gì cũng không hé ra một chữ. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, một người tới chết còn không sợ. Mong chờ cô ta mở miệng e là không có khả năng. Mềm cứng đều không thể khiến cô ta khuất phục. Xem ra người này giữ lại cũng vô ích.
Phiền anh ra ngoài chờ đi. Tôi phải khử trùng toàn bộ nửa thân trên cho cô ấy. Với lại đàn ông ở đây không tiện đâu. Còn nữa, ở đây bê bết máu, có gì đâu mà nhìn. Làm như tôi thèm lắm vậy. Ông đây tối ngày nhìn mấy cái này sắp ói luôn rồi đây. Dân Tước, là cô. Tôi đây. Nghe nói bọn chúng ra rạch mặt của cô. Không ngờ bọn chúng lại ác độc như vậy. Không sao. Bên ngoài là đồng chí của mình. Anh ấy đang đứng canh chừng. Không phải cô tới Thượng Hải đưa bọn trẻ đi sao? Tôi từ Thượng Hải về đây đó. Cấp trên nói phải dốc toàn lực giải cứu chị. Tôi khá rành tình hình ở đây. Bây giờ đã liên lạc với đội du kích địa phương, đang tổ chức hoạt động giải cứu. Chị yên tâm đi, chắc chắn sẽ cứu chị ra. Không được đâu. Đừng có vì tôi mà hy sinh vô nghĩa. Vụ án của tôi là do Mao Nhân Phượng tra hỏi. Họ canh giữ nghiêm ngặt như vậy, lúc vào pháp trường chắc chắn sẽ chuẩn bị một lượng lớn quân cảnh. Đó là đang chờ đồng chí của mình nhảy vào bẫy của họ đó. Cô phải thay tôi nói rõ với đồng chí đội du kích và lãnh đạo cấp trên, nói tôi cảm kích họ vô cùng. Đừng vì tôi mà khiến cho đảng, khiến cho đồng chí chịu tổn thất nặng nề hơn. Không cần hy sinh vô ích đâu. Chúng tôi đã lên kế hoạch kỹ càng rồi. Không hề hy sinh vô ích. Đội trưởng Tào, anh tới đây để thị sát sao? Ở đây giam giữ nhân vật quan trọng. Tôi tới xem thử có người ngoài tới không. Không có. Tôi làm theo lời anh dặn, tìm y tá cho số 3. Đang bồi thuốc ở trong. Sao không trông chừng ở bên trong? Có tôi đứng ở đây canh, con ruồi cũng không bay ra được đâu. Chị Trịnh Quần sắp bị người của cục bảo mật giết hại. Anh ở cục bảo mật mà không làm gì được hết. Sau này sao đối mặt với chú Trịnh, đối mặt với Trịnh Bân đây? Anh nghĩ tới những khả năng đó có ích gì chứ? Nếu anh sợ mình hối hận, vậy thì cứ làm gì đó đi. Bề ngoài có vẻ không có quả lực mấy, nhưng mà ở trong hành lang và phòng ốc ở bên ngoài có nhiều mắt súng máy ngầm bắn đan xen, cướp ngục vô cùng khó khăn. Chú Bảy cứ lặp lại bảo đồng chí mình đừng hy sinh vô nghĩa. Chắc chắn chú Bảy muốn bảo vệ đồng chí, nhưng chúng ta phải cứu chú Bảy hay là cứu thêm người. Chỉ có thể hành động trên đường ra pháp trường thôi. Tôi tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kiên quyết chấp hành nghị quyết của Đảng. Tuân thủ kỷ luật Đảng. Tuân thủ kỷ luật Đảng. Không sợ khó khăn. Không sợ khó khăn. Không sợ hy sinh. Không sợ hy sinh. Phấn đấu tới cùng cho sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản. Phấn đấu tới cùng cho sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản. Không bao giờ phản bội Đảng. Tập trung 7 tử tù này lại. Sáng mai xử bắn cùng một lúc. Không cho họ thời gian nữa. Phải làm tốt công tác phòng bị, ngăn Đảng Cộng sản tới cướp pháp trường. Binh lực áp giải dọc đường là một đại đội, 2 khẩu súng máy. Ở nơi hành hình cũng có một đại đội, 3 khẩu súng máy. Lúc hành hình đã có 2 tiểu đội, đã bố trí kín kẽ. Trước đây áp dụng không ít cách giết người trước dân chúng, nhưng mà vẫn không có tác dụng với Đảng Cộng sản. Trái lại là khiêu khích chúng, thù hận sâu hơn với Đảng Quốc dân ta. Nhưng Quỹ Viên Trưởng đã ra lệnh cho chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta chỉ có thể phục tùng. Hiệu quả thế nào cũng rất khó nói.
rất có thể sẽ khiến cho dân chúng đồng tình với đảng Cộng sản và căm ghét chúng ta. Tổ chức ngầm của đảng Cộng sản xây ngày càng nhiều, đã xâm nhập vào tầng thấp và cao trong nội bộ của mình, còn không giết hết đào sâu, e là mất giang sơn còn phải vỗ tay cho người. Cho nên đảng Cộng sản là không được nương tay. Ngày mai sử bắn 7 phần tử Cộng sản, các mặt báo, các đài phát thanh sẽ đưa tin dồn dập, thậm chí là sẽ đăng ảnh. Vậy thì có thể đem lại tác dụng dọa nạt cực lớn. Xin cục trưởng hãy yên tâm, tôi đã có sắp xếp đặc biệt. Ngày mai chấp hành tử hình 7 tên đảng Cộng sản đó, tất cả người ở đội hành động tới hiện trường canh giữ, không được có sai sót. Rõ. Còn nữa, tối nay đem hai nữ phạm nhân Trịnh Quân và Khúc Hạnh ra, nhốt trong một nhà lao. Tôi đi ngay. Tối nay tôi sẽ cho Khúc Hạnh gặp người nhà một lần cuối. Khúc Hạnh, đảng Cộng sản Bắc Bình, lúc về Trùng Khánh thăm mẹ đã bị chúng ta bắt, tra khảo 3 tháng mà không hé một chữ. Hôm nay lúc cô ta gặp người nhà lần cuối, tôi sẽ cho Trịnh Quân cảm nhận được một chút. Tôi vẫn còn ôm chút hy vọng. Lẽ nào đám đảng Cộng sản này thật sự không có tính tình thân nào sao? Đặc phái viên suy nghĩ chu đáo, trước khi chết cho họ gặp người nhà một lần, thì dù họ chết cũng không hối cải. Mình cũng hết tình hết nghĩa. Tình là gì? Nghĩa là gì chứ? Hai người nghe đây, lát có người đem nước tới, rửa sạch máu trên người đi. Khúc Hạnh, rửa nhanh lên đi, chút nữa có người muốn gặp cô. Chào cô, tôi tên là Trịnh Quân. Chào cô, tôi là Khúc Hạnh. Một chút nữa có nước, chúng ta phải rửa cho sạch. Chắc chắn là họ sẽ đưa chúng ta lên đường nhanh thôi. Chúng ta đồng hành. Tốt thiệt đó. Phải mạnh mẽ lên. Khúc Hạnh, rửa sạch xong thay đồ, chuẩn bị gặp người nhà lần cuối. Nói là được rồi mà, các người cần gì phải vậy? Mỗi một vết thẹo trên người chúng tôi đều là nỗi nhục của các người, và cũng là quân chương của chúng tôi. Khá thiệt đó, còn trẻ như vậy mà cứ ép mình vào đường cùng. Tôi cho các cô cơ hội lần cuối, chỉ cần hai người chịu nói, tôi đảm bảo ngày mai hai người sẽ không ra pháp trường, sẽ không chết đâu. Mạng chỉ có một cái, đừng có tốn nước miếng làm gì. Mau ra ngoài nhanh đi, chúng tôi còn thay đồ. Trịnh Quân tiểu thư, chị cũng sửa soạn đi. Mai đưa chị ra pháp trường sẽ có rất nhiều người xem. Thực ra chị rất đẹp. Theo tin chính xác của đồng chí Tây Trông, sáng ngày mai địch sẽ xử bắn Trịnh Quân và 6 đồng chí khác. Nhưng mà không biết bọn chúng sẽ canh gác ra sao. Mọi người mau nghiên cứu phương án giải cứu đi. Con à, con à, đừng khóc, đừng khóc.
Đừng có khóc mà. Sao họ lại đánh em như vậy chứ? Vừa rồi họ nói chỉ cần em biết hối cải thì họ sẽ cho em được sống. Sau này anh sẽ hiểu thôi. Em không làm gì sai nên em không sợ bị chặt đầu. Được rồi, ngoan đi, đừng khóc nữa mà con. Đừng khóc nữa mà. Cha, mẹ, con gái bất hiếu, không thể chăm sóc cho cha mẹ lúc về già. Nếu có kiếp sau, con gái nhất định sẽ báo hiếu cho cha mẹ. Đứng lên đi, đứng lên. Em không cần anh, lẽ nào không cần con nữa sao? Anh hứa với em, sau này tìm một người phụ nữ tốt mà sống chung, nuôi nấng con của mình lớn khôn lên người, cho nó trưởng thành vui vẻ khỏe mạnh, có được không vậy? Con à, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa mà. Mau đi thôi, hết giờ rồi. Nhanh lên. Mẹ, con ơi. Nè, nhanh lên. Nè, mẹ, con à. Mẹ, 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 mẹ. Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi. Có Diễu Phố kìa, qua bên đó coi đi. Không biết lần này lại là chuyện gì nữa. Tội nghiệp quá, còn trẻ như vậy mà. Đi thông thả nha. Chị Ngô có phải chú Bảy không? Là sao? Bây giờ chị ấy bị kéo đi Diễu Phố, có thể bị đưa ra pháp trường xử bắn ngay đó. Linh Linh, Linh Linh, cô lấy chiếc áo bông con bé mặc đón Tết ra đây đi. Ngoan, đừng ngủ nữa. Mình đừng ngủ nữa. Anh là đang... Phải, chị Ngô là chú Bảy. Bí mật này đã được giữ quá lâu. Vì an toàn của tổ chức ngầm Trùng Khánh, cặp vợ chồng Dương Chấn Xuyên và Trịnh Quân bình thường chỉ có thể gặp nhau mà không thể nhận nhau. Trịnh Quân lên xe tù trong cái nhìn chội chả, luyến tiếc chồng và con gái bao nhiêu thì lại kiên trinh với tín ngưỡng của mình bấy nhiêu. Trái tim em treo trên cây. Cười và mỉm cười. Xin chào. Xin chào, tôi là Dương Chấn Xuyên. Tôi tên Trịnh Quân. Được rồi, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa, để cha bế nha. Trong dòng người, Dương Chấn Xuyên chỉ có thể tiếp tục kìm nỗi đau thương để nén cảm xúc của mình. Anh bế con gái thật cao để nó nhìn mẹ lần cuối. Sẽ có một ngày anh có thể trịnh trọng nói với con gái, người phụ nữ anh dũng và chỉ đại mà hôm nay con gặp. Cô ấy tên là Trịnh Quân và cũng là vợ của cha. Và tất nhiên về nhà thôi cũng là mẹ của con.
Đồng chí Thẩm Khiết, tôi quan sát xe áp giải ngoài đường thì gặp một người quen cũ. Báo chí đồng chí giải cứu của cô. Phát thường công khai của họ là giả. Giả lại một khi vào vòng bao vây, đằng sau vẫn còn lưới quả lực chờ đợi. Sao anh biết tôi lừa cô bao giờ đâu? Đây là pháp trừng giả. Địch cố ý làm cho mình một pháp trừng giả, chỉ chờ mình nhảy vào. Nếu bây giờ mình hành động, chẳng những không cứu được đồng chí Trịnh Quân, mà còn khiến cho đồng chí của mình hy sinh vô ích. Chúng ta phải làm như đồng chí Trịnh Quân nói, không hy sinh vô ích. Tay bắn tỉa đã vào chỗ, chút nữa tùy cơ hành động. Tư lệnh, vừa nhận được cuộc gọi của dân phi, để đội du kích mắc bẫy. Họ đã bố trí pháp trừng giả ở đây. Đây, Trịnh tư lệnh, dân phi sẽ ở phía trước họp mặt mọi người. Mau lên xe gặp Trịnh thiếu thư lần cuối. Đi. Nhanh lên. Mau, xuống đi. Xuống nhanh. Nhanh đi. Nhanh lên. Dừng. Lúc này Trịnh Vạn An đã tới pháp trừng giả, đội du kích thì cũng vào bẫy. Tự tay bắn chết cô ta, nếu không tôi sẽ giết cậu đó. Đứng lên đi, nô lệ cơ hàng khốn khổ. Đứng lên đi, những người chịu khổ trên khắp thế giới. Nhiệt quyết đầy ắp sục sôi. Dừng súng. Đảng Cộng sản muôn năm, Trung Quốc mới muôn năm. Bộ súng.
Chị Tiểu Quần kiêu ngạo quật cường trong ký ức của Triệu Chân Phi. Tiền Ngô tốt bụng cần mẫn anh gặp được. Chú Bảy bí ẩn hùng mạnh trong truyền thuyết tồn tại như một kiểu tín ngưỡng, chồng lên nhau, bóng dáng như cây cao chọc trời. Bây giờ anh thấy mấy cây này ngã xuống, ngoài bi thương, anh biết trong khu rừng ấy đang kêu gọi. Đồng chí Trịnh Quân, các đồng chí sẽ kế thừa di nguyện của cô, tiếp tục chiến đấu. Mong hồn thiêng cô quay về, nhìn thấy thời khắc thắng lợi. Một ngày rồi không ăn gì. Khi nãy tôi đem nước vào cho anh ấy cũng không uống, nên tôi không dám vào làm phiền. Linh Linh ngủ chưa? Rồi, đã dỗ nó ngủ. Linh Linh thật sự rất tội nghiệp. Nó không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc nào tôi cũng sẽ bảo vệ con bé, không để nó chịu tí ấm ức nào. Tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ thương Linh Linh thật nhiều. Chờ cách mạng thắng lợi rồi, anh cùng em về ở với cha mẹ một dạo đi. Phải rồi, nhà của em có một đình viện ông bà để lại. Khi đó mình trồng hoa tươi, hè tới toàn là hương hoa thôi, có được hay không? Được thôi. Vậy thì cách mạng thắng lợi xong sẽ về nhà của em trồng hoa mà em thích. Trồng cả ở nhà trước và cả nhà sau nữa, khắp nơi đều là hoa của em. Cách mạng thắng lợi nhanh đi. Cũng không chuẩn bị gì nhiều, nhận đi. Cầm lấy. Chào hỏi. Chào anh, hôm nay đóng cửa rồi. Ông chú Dương có ở nhà không? Không có, ngày mai tới đi. Tôi là bạn cũ của Dương Chấn Xuyên. Tôi có chuyện gấp cần gặp anh ấy. Anh chờ một chút. Anh Trịnh Vân, không ngờ anh lại đến. Cha đã đón Tiểu Quân về nhà. Ông ấy chắc là mệt lắm. Nào, mời ngồi. Tiểu Quân kêu tôi đưa cậu. Nó là nó có giao hẹn với tổ chức, lỡ nó gặp gì bất trắc thì cậu thay thế công việc của nó. Biệt hiệu, mật ngữ liên lạc ở trong đó hết. Thư ẩn dùng thuốc Z, thêm sữa bò là sẽ hiện ra ngay. Cẩn thận lý trí, tuân thủ kỷ luật chặt chẽ, tôi nhất định gánh sứ mệnh vinh quang này. Xin tổ chức yên tâm. Sau khi khôi phục đường dây liên lạc trong công việc, hãy rút khỏi đây ngay. Tới trấn Bản Kiều ngoại ô Nam Kinh, nhà Hoàng Thanh và cấp trên chỉ thị. Được, tôi chuẩn bị ngay. Tôi sắp tới Nam Kinh.
Trọng tâm công việc tình báo bước tiếp theo của mọi người sẽ ở khu vực Thượng Hải, Nam Kinh. Hiểu rồi. Giờ anh đang mai phục ở bộ phận trọng yếu bên Lão Tưởng. Sau khi Tiểu Quần bại lộ, chắc chắn cuộc bảo mật sẽ nhằm vào anh. Phải cẩn thận đó. Yên tâm. Tổ chức đã sắp xếp tôi đang thanh minh trên điện đài và báo chí Nam Kinh. Nói tôi vạch rõ ranh giới với em gái Đảng Cộng sản. Chỉ trích Đảng Cộng sản lôi kéo, lợi dụng em gái tôi làm tình báo. Tưởng Giới Thạch muốn mua chuộc lòng người. Bây giờ chỗ tôi vẫn an toàn. Cha cũng đã giao lại quân quyền về thành đô dưỡng lão. Ông là anh hùng kháng Nhật, Tưởng Giới Thạch sẽ không làm gì ông đâu. Vậy thì tôi yên tâm. Tôi phải đi đây. Có thể cho tôi gặp con bé không? Bây giờ ở nhà vẫn chưa biết Tiểu Quần đã kết hôn. Người làm cậu như tôi vẫn chưa gặp được con bé. Anh, đồng chí Tiểu Lan là điện báo viên tổ chức mới cử tới. Anh Trịnh Bân là cậu ruột của Linh Linh. Con bé thật sự rất giống mẹ của nó. Tiểu Lan, cảm ơn cô. Tôi phải đi đây. Bảo trọng. Bảo trọng. Đi thông thả. Trưởng quan, anh mua gì đây? Tôi không mua gì hết. Ông chủ Dương coi đây không? Là tôi họ Trần. Chị Ngô nợ tiền tôi. Chị ấy nói với tôi tới chỗ của anh lấy. Hình như có chuyện này thật. Hay là như vậy? Mời anh vào phòng của tôi qua ngay. Được. Trụ tử. Quê gửi tin lên, nói đúng là chị Ngô nợ anh 700 đồng. Bảo tôi đưa anh. Anh nhớ nhầm rồi. Chị Ngô không nợ tôi 700 đồng đâu. Tôi nhớ nhầm thật. Nên là 703 đồng. 3 đồng đó là tiền mua diêm. Tôi là 703, pháo hoa. Tôi là Dương Chấn Xuyên, biệt hiệu Xích Đạo. Mời ngồi. Sau khi chị Ngô hy sinh, tôi giống như con diều đứt dây. Nhưng mà anh tới đúng lúc lắm. Sáng nay tôi vừa mới nhận mệnh lệnh, chuyến bay buổi trưa rời Trùng Khánh tới Bộ Quốc phòng Nam Kinh trình diện. Sau này tôi sẽ trực tiếp liên lạc với anh. Sau khi tôi sắp xếp xong chỗ này, cũng sẽ tới Nam Kinh nhanh thôi. Có anh là tôi cảm thấy yên tâm. Về chuyện chị Ngô hy sinh, tôi thực sự đau xót vô cùng. Không ngờ mà. Nhưng tôi nghĩ đau xót này cũng là một kiểu sức mạnh. Cô ấy là tấm gương của chúng ta. Chúng ta sẽ thay đồng chí hy sinh, tiếp tục chiến đấu tới ngày Trung Quốc mới ra đời. Cũng đã tới giờ rồi. Tôi phải đi đây. Tới Nam Kinh chú ý an toàn. Tôi không biết đồng chí Trịnh Quần có người thân hay không. Nếu như có, hãy thay tôi hỏi thăm họ. Cảm ơn. Tôi là chồng của cô ấy. Bảo trọng. Bảo trọng. Chuẩn bị tấm lót chưa? Rồi.
Con gái của anh dễ thương thiệt đó. Nào, đồ của chị, tôi đi đây. Đi thông thả. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Đi thông thả. Nào, chúng ta đi thôi. Xuất phát. Trưởng ban, địa chỉ gửi điện báo xác định được sau cùng chắc là ở đây. Im đi, tôi cũng biết là ở đây. Người đâu? Lịch tử, xuống xe đi. Qua đó chờ. Dừng. Đem theo nỗi đau và nuối tiếc, cũng đem theo vinh quang và hy vọng. Những con người này đang rời khỏi thành phố này. Cuộc quyết chiến quyết định vận mệnh tương lai của Trung Quốc đang từ từ chén mạng. Đường chinh chiến của họ sẽ không chùn bước, thẳng tiến không lùi.